Phía Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện tại đã có 6 tuyến xe buýt được kết nối từ trung tâm thành phố Hà Nội đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và sân bay Nội Bài đang là cảng hàng không có nhiều tuyến xe buýt kết nối nhất trong cả nước. Vậy nên, việc mở thêm 4 tuyến xe buýt là chưa thực sự cấp thiết. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho phép mở thêm 4 tuyến xe buýt kết nối với cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ các điểm khu đô thị Ocean Park, bến xe nước ngầm, khu đô thị Spendora và khu đô thị Thanh Hà. Vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, tại quốc lộ 48D thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, người dân đã ghi lại những hình ảnh rất đẹp khi các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội mưa để dọn đất đá đảm bảo an toàn giao thông cho quốc lộ. Ngày 12 tháng 6, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông 148 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đang tuần tra trên quốc lộ 48D thuộc địa phận xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thì phát hiện đất đá sạt lở gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Dù trời đang mưa, không có dụng cụ, nhưng các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn dùng tay không để thu dọn hết chỗ đất đá trên đường rồi mới tiếp tục công việc tuần tra. Nhiều người đi qua đường đã bày tỏ sự cảm kích trước những việc làm ý nghĩa này. Chiều ngày 13 tháng 6, tại km 9+500, đường nối 2 cao tốc 5B và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 5 phút ngày 13 tháng 6, xe ô tô mang biển kiểm soát 20C-10759 do anh Nguyễn Đình Quyết, sinh năm 1985, điều khiển theo hướng từ huyện Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên, đã va chạm với xe ô tô đi ngược chiều mang biển kiểm soát 89A-10450 do anh Trần Văn Đạo, sinh năm 1990, điều khiển, chở theo chị Lê Thị Nga, sinh năm 1991, và cháu Nguyễn Hải Quân, sinh năm 2017. Vụ tai nạn thảm khốc khiến anh Đạo, chị Nga và cháu Quân tử vong ngay tại chỗ. Hai chiếc ô tô hư hỏng nặng. Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật. Mới đây, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đã xử lý xong hiện trường một vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ đi xe đạp bán vé số dạo tử vong thương tâm. 8 giờ sáng ngày 12 tháng 6, tại khu vực ngã ba đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang, đoạn qua quốc lộ 51, xe ben mang biển kiểm soát 60C-54444 đã bất ngờ tông vào xe đạp của một người phụ nữ bán vé số dạo. Tại hiện trường, chiếc xe đạp bị xe ben cuốn vào gầm, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ. Cùng ngày 12 tháng 6, khoảng 15 giờ 30 phút, một camera hành trình của ô tô phía sau đã ghi lại một vụ va chạm giao thông tại thành phố Vinh. Chiếc ô tô sau khi vượt qua một chiếc ô tô khác thì đánh lái sang bên phải, đâm hất tung một người đi xe máy văng vào lề đường rồi bỏ chạy. Theo đó, một xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 37S-5257 đang lưu thông trên đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, hướng về phía chợ Vinh. Sau khi vượt qua một chiếc xe ô tô thì đánh lái sang bên phải làn đường và đâm một người đi xe máy văng vào lề đường. Chiếc xe ô tô gây tai nạn sau đó đã bỏ mặc nạn nhân và chạy thẳng. Dù cú đâm rất mạnh nhưng rất may tài xế xe máy không bị thương nặng.